Chào mừng các bạn đã đến với kênh tin tức 24 giờ TV. Chúc các bạn có những phút giây trải nghiệm tuyệt vời cùng với chúng tôi. Đừng quên nhấn nút đăng ký kênh và chuông thông báo để cập nhật được những tin tức mới nhất thú vị mỗi ngày. Và bây giờ xin mời quý vị cùng đến với những tin tức mới nhất của bóng đá Việt Nam. Đã đến lúc bóng đá Việt Nam ngừng ảo tưởng. Bóng đá Việt Nam chưa thể hơn Thái Lan, chỉ là hơn ở tính thời điểm và qua một vài giải đấu. Đó là quan điểm của Bầu Đức khi nói về hai nền bóng đá. Bầu Đức từng nói, tôi khẳng định bóng đá Việt Nam chưa hơn được Thái Lan. Không ai dám khẳng định chúng ta hơn Thái Lan. Chúng ta chỉ hơn họ ở tính thời điểm qua một vài giải đấu mà thôi. Mặt bằng chung thì chúng ta vẫn chưa hơn Thái Lan. Quan điểm của Bầu Đức nhìn nhận rất rõ rằng, thắng một trận đấu hay chơi hay hơn Thái Lan ở một vài giải đấu thì không thể nói bóng đá Việt Nam mạnh hơn so với người Thái. Từ câu chuyện nói trên để nhìn ra một bức tranh lớn hơn, đó là bóng đá Việt Nam liệu có nên đề ra những mục tiêu theo kiểu bánh vẽ so với trình độ thực sự ở sân chơi châu lục. Ví dụ chuyện U23 Việt Nam đặt mục tiêu dự Olympic 2020 nhưng sau đó rớt từ vòng bảng dù thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo có những màn trình diễn không hề kém cỏi. Sự thật cần phải nhìn nhận là U23 Việt Nam đã có một giải đấu tốt, dù chỉ có 2 điểm và sớm chia tay từ vòng bảng. U23 Việt Nam hòa U23 Jordan và U23 UAE, thua U23 Triều Tiên vì 2 sai lầm cá nhân. Tất cả đều có thể chấp nhận được nếu chúng ta sòng phẳng, nhìn về trình độ và năng lực thực sự của các cầu thủ Việt Nam, thay vì so sánh giải đấu lần này với U23 châu Á 2018. Một giải đấu bay cao không đồng nghĩa là cả nền bóng đá đã được nâng tầm lên một vị thế đủ sánh ngang với các đội bóng mạnh nhất châu lục. Ví dụ U20 Việt Nam từng dự U20 World Cup 2017, nhưng cũng chính lứa cầu thủ này thua U23 Triều Tiên. Dù họ từng thắng đối thủ 2-1 ở vòng chung kết U19 châu Á 2016, giải đấu quyết định cho tấm vé dự U20 World Cup 2017. Trước khi nói về những tham vọng lớn của bóng đá Việt Nam, thì hãy nhìn về Thái Lan. Người Thái từng thống trị Đông Nam Á ở AFF Cup và SEA Games trước khi bị Việt Nam xoán ngôi. Thái Lan cũng vào đến bán kết ASEAN 17, vòng loại cuối cùng World Cup 2018, nhưng Thái Lan vẫn chưa thể nâng tầm đẳng cấp để nghĩ đến tấm vé dự Olympic 2020 trong tư thế chủ nhà vòng chung kết U23 châu Á 2020. Thái Lan cũng đang đứng trước nguy cơ bị loại ở vòng loại World Cup 2022. Lý do rất thực tế là hầu hết các cầu thủ Thái Lan chưa đủ tầm châu Á. Rất ít các cầu thủ Thái Lan đủ sức thi đấu ở các giải vô địch quốc gia hàng đầu châu Á như Nhật Bản, Hàn Quốc. Năng lực các cầu thủ Thái Lan chính là thước đo phản ánh chung cho tuyển Thái Lan so với những đội bóng mạnh như Iran, Nhật Bản, Úc, Hàn Quốc, Qatar. Một đội tuyển quốc gia mạnh thì cần có nhiều cá nhân xuất sắc, đủ sức chơi ở những giải đấu hàng đầu châu lục. Một nền bóng đá mạnh thì cần phát triển toàn diện từ đào tạo trẻ đến giải vô địch quốc gia cũng như thu hút nhiều cầu thủ giỏi đến chơi bóng. Ngoài ra, triết lý chung cho các đội tuyển quốc gia là rất quan trọng. Vai trò của những người quản lý bóng đá cũng cần được thể hiện một cách rõ ràng với vai trò đầu tàu, qua đó đưa ra những kế hoạch và chiến lược nâng tầm bộ mặt chung cho cả nền bóng đá. Vậy bóng đá Việt Nam đang có gì? Chúng ta đang có giải V-League tồn tại nhiều vấn đề cần thay đổi, từ hệ thống sân bãi đến các vấn đề chuyên môn như trọng tài, công tác đào tạo trẻ, gần như chưa tương xứng so với sự thành công của tuyển Việt Nam trong 2 năm qua. Ví dụ câu lạc bộ Hà Nội, sau khi đi đến bán kết AFC Cup 2019, vô địch V-League và cúp quốc gia, nhưng năm nay không thể tham dự đấu trường châu lục. Nguyên nhân là chưa đáp ứng đủ các tiêu chí của Liên đoàn bóng đá châu Á. Trước câu lạc bộ Hà Nội, câu lạc bộ Quảng Nam vô địch V-League 2017 cũng rơi vào cảnh tương tự. Hai nhà vô địch V-League không được tham dự sân chơi châu Á vì lỗ hổng trong đào tạo trẻ. Điều này phản ánh rõ ràng về thực trạng chung của bóng đá Việt Nam vẫn chưa chuyên nghiệp. Từ chuyện chân đế chưa vững, chưa tạo ra sức bật, thì rõ ràng thành công của bóng đá Việt Nam cũng chỉ có tính thời điểm, chưa thể bền vững. Lẽ đó, mọi thứ chưa được nâng tầm thì câu chuyện nghĩ đến những giấc mơ lớn phải được nhìn nhận lại cho đúng với thực tế. Phải nhìn nhận thực tế rằng, thành công của bóng đá Việt Nam trong 2 năm qua có dấu ấn quá lớn từ các cá nhân, đó là vai trò của những người làm bóng đá như Bầu Đức. Nhưng hành trình để có được thành công rõ ràng phải mất rất nhiều thời gian. Khi Bầu Đức xây dựng Học viện Hoàng Anh Gia Lai từ năm 2007, tốn rất nhiều tâm huyết và tiền bạc. Cũng chính Bầu Đức quyết liệt lựa chọn người giỏi dẫn dắt đội tuyển quốc gia, từ việc đấu tranh không cho huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn nắm đội tuyển Việt Nam đến việc mời ông Park Hang-seo đến Việt Nam. Vai trò của những người quản lý rõ ràng mờ nhạt rất nhiều khi đặt bên cạnh những việc làm thiết thực và sự cống hiến của Bầu Đức trong hơn một thập kỷ qua. Huấn luyện viên Park Hang-seo cũng từng nói nhiều về chuyện giấc mơ đi World Cup của bóng đá Việt Nam. Ông Park nói thẳng là còn thiếu rất nhiều yếu tố,
từ chuyện y tế, dinh dưỡng đến cách vận hành chung về một kế hoạch toàn diện để nâng tầm trình độ của các cầu thủ Việt Nam. Có lẽ những người quản lý bóng đá Việt Nam đã đến lúc nhìn nhận lại mọi thứ, bớt đề ra những mục tiêu không đúng trình độ của các đội tuyển quốc gia, qua đó nghĩ đến một kế hoạch bài bản nâng tầm cả nền bóng đá. Vì lúc này, không bắt tay thực hiện thì e rằng cơ hội sẽ trôi đi, bởi không dễ để có thêm cơn sốt bóng đá như 2 năm qua. Bùi Tiến Dũng, nỗi lo thui chột tài năng. Thủ môn Bùi Tiến Dũng đang đứng trước nguy cơ bị thui chột tài năng vì rất nhiều yếu tố khác nhau. Sức ép từ dư luận. Như một lẽ tất yếu, sai lầm của thủ môn Bùi Tiến Dũng mắc phải trong trận đấu giữa U23 Việt Nam và U23 Triều Tiên tại giải U23 châu Á 2020 khiến cầu thủ này nhận rất nhiều chỉ trích. Bởi sai lầm đó diễn ra vào đúng thời điểm thế trận đang có lợi cho U23 Việt Nam. Từ trước đến nay, sức ép từ dư luận ở Việt Nam rất lớn. Dù trước đó một cầu thủ chơi hay đến mấy, nhưng ngày hôm nay anh ta mắc sai lầm, các cổ động viên Việt Nam chưa chắc đã để yên. Họ sẵn sàng quên đi những đóng góp mà tập trung vào chỉ trích nhằm thỏa mãn cảm xúc nhất thời. Bóng đá Việt Nam từng nhiều lần chứng kiến các thủ môn mắc sai lầm rồi phải chịu rất nhiều chỉ trích. Để rồi sau đó, các nạn nhân từ sự ném đá của dư luận gần như không ngóc đầu dậy đến mức mất tích hẳn trên đội tuyển quốc gia. Trường hợp thủ thành Bùi Tấn Trường năm 2010 rồi đến Phí Minh Long cách đây 2 năm phần nào là minh chứng rõ nét nhất. Đến thời điểm hiện tại, Phí Minh Long vẫn chưa có ngày trở lại đội tuyển dù từng được đánh giá là một trong số những tài năng trẻ sáng giá nhất nơi khung gỗ. Rất có thể, con đường phía trước của thủ môn Bùi Tiến Dũng sẽ mờ mịt hơn bao giờ hết. Ký ức về Thường Châu Tuyết Trắng đã hoàn toàn lùi vào dĩ vãng để nhường chỗ cho hình ảnh một Bùi Tiến Dũng tội đồ. Ngay cả khi 2 trận trước đó, thủ môn xứ Thanh là người chơi hay nhất đội hình U23 Việt Nam. Nổi tiếng hơn cả tài năng. Đây là một sự thực khá thú vị. Để một cầu thủ được biết đến rộng rãi, anh ta phải thật sự tài năng. Thủ môn Bùi Tiến Dũng nằm ngoài quy luật đó. Sau giải U23 châu Á 2018, tên tuổi cầu thủ sinh năm 1997 nổi như cồn. Thậm chí Bùi Tiến Dũng còn nắm giữ lượng người theo dõi lớn nhất so với tất cả những cầu thủ còn lại ở đội U23 Việt Nam, làm nên kỳ tích trên đất Thường Châu Trung Quốc. Để rồi đi kèm với sức hút đó là những show quảng cáo béo bở. Thậm chí có lúc Bùi Tiến Dũng đi làm người mẫu. Thay vì tập trung vào luyện tập nhằm hoàn thiện bản thân, Bùi Tiến Dũng sa đà vào giới showbiz. Những lùm xùm liên tục vây quanh chàng thủ môn quốc dân. Từng có thời điểm người ta chú ý đến Bùi Tiến Dũng bên ngoài sân cỏ hơn là những trận đấu mà thủ môn này xuất hiện. Ngay cả khi ngồi dự bị thường xuyên, Bùi Tiến Dũng vẫn là cái tên được giới truyền thông, người hâm mộ săn đón. Dường như sự nổi tiếng của Bùi Tiến Dũng gấp quá nhiều lần so với tài năng thực tế. Thế nên mới xảy ra câu chuyện bi hài khi một thủ môn dự bị ở câu lạc bộ Hà Nội trở thành một bản hợp đồng bom tấn trên thị trường chuyển nhượng. Huấn luyện viên Park Hang-seo khẳng định tương lai trước truyền thông Hàn Quốc trong ngày trở về, báo tin vui tới người hâm mộ. Sau một năm bận rộn cùng bóng đá Việt Nam, huấn luyện viên Park Hang-seo sẽ được hưởng kỳ nghỉ Tết trọn vẹn ở quê nhà Hàn Quốc trước khi trở lại để tiếp tục với những công việc trong năm mới. Với việc bị loại ở vòng bảng vòng chung kết U23 châu Á 2020, U23 Việt Nam phá sản kế hoạch ăn Tết trên đất Thái Lan. Hiện tại, thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo đã trở về với gia đình của mình để chuẩn bị đón cái Tết ý nghĩa. Sau một năm thi đấu trên nhiều mặt trận và khép lại với giải đấu buồn, nhưng phía trước các cầu thủ là những ngày mà họ được nghỉ ngơi thực sự. Với riêng huấn luyện viên Park Hang-seo, đây cũng là dịp để ông dành thời gian bên mẹ già hơn 90 tuổi cùng những người thân trong gia đình. Sau những thành công và mới nhất là thất bại tại vòng chung kết U23 châu Á trên đất Thái Lan cùng với U23 Việt Nam, truyền thông Hàn Quốc luôn nhắc đến việc huấn luyện viên Park Hang-seo trở về làm việc tại quê nhà. Dù vậy, chiến lược gia sinh năm 1959 cũng khẳng định vẫn muốn tiếp tục chinh phục những thử thách cùng với bóng đá Việt Nam. Thầy Park nhấn mạnh, những thành công và thất bại đã ở lại phía sau, trước mắt tôi là những thử thách mới, tôi muốn sự nghiệp huấn luyện viên bóng đá của mình sẽ kết thúc ở Việt Nam. Theo kế hoạch, huấn luyện viên Park Hang-seo sẽ về Hàn Quốc nghỉ Tết trong ít ngày, sau đó sẽ trở lại Việt Nam để bắt tay vào công việc mới. Chiến lược gia sinh năm 1959 sẽ tiếp tục đi tới các sân cỏ cả nước để tuyển quân, chuẩn bị cho đợt tập trung đội tuyển Việt Nam vào cuối tháng 3. Do năm nay U23 Việt Nam đã hết nhiệm vụ, nên thầy Park sẽ dồn sức cho đội tuyển quốc gia ở sân chơi vòng loại World Cup 2022 và cuối năm là AFF Cup 2020. Huấn luyện viên Park Hang-seo chia sẻ, sau vòng chung kết U23 châu Á 2020, tôi cùng ban huấn luyện và các cầu thủ sẽ rút ra những bài học có sự điều chỉnh để chuẩn bị cho đội tuyển quốc gia. Bóng đá Việt Nam còn phải cải thiện nhiều điều để phát triển trong tương lai. Dự kiến huấn luyện viên Park Hang-seo sẽ trở lại Việt Nam để kịp theo dõi các giải bóng đá chuyên nghiệp. Mùa giải 2020 bắt đầu bằng trận siêu cúp quốc gia diễn ra vào ngày 7 tháng 2 giữa câu lạc bộ Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh. Tiếp đến cúp quốc gia khai mạc với trận đấu vòng loại ngày 9 tháng 2 và kết thúc ngày 3 tháng 10.
giải vô địch quốc gia khởi tranh vào ngày 22 tháng 2, kết thúc ngày 26 tháng 9. Giải hạng nhất diễn ra vào ngày 29 tháng 2, kết thúc vào ngày 23 tháng 8. Như vậy là huấn luyện viên Park Hang-seo có khoảng 1 tháng để theo dõi các đội bóng, tuyển quân chuẩn bị cho đợt tập trung ngắn ngày cuối tháng 3 tới với trận gặp Malaysia ở vòng loại World Cup 2022. Xin chân thành cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Để thấy hay thì hãy like và share video. Đừng quên nhấn vào nút đăng ký kênh ở góc bên phải màn hình để cập nhật được những tin tức mới nhất hấp dẫn thú vị mỗi ngày. Và bây giờ, xin được chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn ở những bản tin tiếp theo.